Anh có quà lì xì cho bé Hà. Đây là món quà anh để từ Tết tới giờ nên lì xì cho bé Hà thôi. Mở ra xem đi. Tiền hồi xưa. Ừ. Với lại này bánh. Anh mới đi chào em. Bé Hà với bé Trần mỗi người được lì xì. Bé Trần bánh không? Bánh gà là bé Trần. Chào bánh Trần bánh gà. Chào anh. Chúc mai bé học giỏi nha.